Chào tất cả các bạn đang theo dõi bản tin Mac Daily Chủ nhật ngày 30 tháng 10. Mở đầu bản tin hôm nay, Samsung khoe khoang Galaxy S8 sẽ có thiết kế và camera đột phá, và Huawei tiếp tục khoe khoang thời lượng pin trên Mate 9. Có vẻ như ngày hôm nay là ngày khoe khoang của các ông lớn thì phải. Ngay bây giờ sẽ là thông tin cụ thể cho các bạn. Điểm cuối năm đã đến và những tin đồn xung quanh chiếc flagship tiếp theo của Samsung đang ngày càng xuất hiện với tần số ngày một gia tăng. Nếu như các thông tin trước đây thường được tiết lộ bởi các nguồn tin không chính thống, thì thông tin mới nhất hiện tại về chiếc Galaxy S8 lại được nói ra từ chính một quan chức cấp cao của công ty Hàn Quốc. Cụ thể, ông Lee, phó chủ tịch mạng điện thoại và dịch vụ truyền thông của Samsung, mới đây đã có một số gợi ý xung quanh chiếc điện thoại hấp dẫn này. Theo ông Lee thì chiếc Galaxy S tiếp theo sẽ được khoác lên một thiết kế bóng bẩy cùng camera được cải thiện. Bên cạnh đó, thiết bị mới của Samsung sẽ được trang bị thêm một trí thông minh nhân tạo, giúp nó trở nên hiểu người dùng hơn bao giờ hết. Nhưng điều này có vẻ khá trùng hợp với các tin đồn rò rỉ trước đây về chiếc S8, bao gồm thiết kế mặt kính trước được làm cong lồi lên hẳn 4 góc so với khung máy, cùng viền màn hình siêu mỏng giúp đem lại cảm giác giống như một tấm kính, nút home cứng được loại bỏ và cảm biến vân tay quan học sẽ được trang bị ngay dưới lớp màn hình. Chiếc Galaxy S8 cũng được đồn đoán là sử dụng hệ thống camera kép kiểu mới, cùng với đó là trợ lý ảo Vít vốn thuộc về người sáng lập ra trợ lý ảo Siri của Apple và mới được Samsung mua lại gần đây. Như vậy, có thể thấy nếu những thông tin trên là đúng sự thật thì thực sự Galaxy S8 sẽ trở thành một quả bom tấn đúng nghĩa trong năm 2017 tới. Hy vọng là nó sẽ nổ tung bằng doanh số trên thị trường chứ không phải nổ trong túi quần người dùng như chiếc Note 7 vừa qua. Thời điểm cuối năm nay cũng là lúc mà các thương hiệu lớn tại Trung Quốc bắt đầu rục rịch tung ra các smartphone chiến lược tiếp theo của họ nhằm phục vụ cho nhu cầu mua sắm cuối năm của người dùng trên đất nước tỷ dân. Nếu như Xiaomi vừa gây ấn tượng mạnh trong giới công nghệ với bộ đôi Mi Note 2 và Mi Mix, thì một kẻ khổng lồ khác là Huawei lúc đó vẫn khá hiền khi những teaser gợi ý về chiếc Mate 9 flagship tiếp theo của họ chỉ xuất hiện nhỏ giọt. Dĩ nhiên, chúng ta đã biết được lịch trình giới thiệu chính thức của chiếc điện thoại này là vào ngày 3 tháng 11 tới. Hiện tại, một video teaser mới của công ty này đã được đăng lên YouTube và gợi ý về pin của chiếc Mate 9, mà theo Huawei thì nó sẽ khá đặc biệt. Đoạn video với độ dài nửa phút của Huawei có vẻ như chỉ tập trung vào công nghệ sạc nhanh mới và tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Như vậy, nhiều khả năng chiếc Mate 9 sẽ được trang bị phiên bản mới của công nghệ sạc nhanh Smart Power của Huawei. Trong các thông tin rò rỉ trước đây, chúng ta đã được biết Huawei sẽ giới thiệu hai phiên bản Mate 9, bao gồm chiếc Mate 9 tiêu chuẩn với màn hình Full HD cùng chiếc Mate 9 Pro với màn hình Quad HD 6 inch. Các thông số kỹ thuật còn lại bao gồm vi xử lý Kirin 960, RAM có tùy chọn 4GB hoặc 6GB, bộ nhớ trong có tùy chọn 64GB, 128GB và 256GB. Thiết bị sẽ được tiếp tục trang bị hệ thống camera kép với chứng nhận Leica cho phép zoom quang học lên tới 4x. Mức giá cao nhất của thiết bị này được cho là lên tới 1.300 đô, tức là đắt hơn cả một chiếc iPhone 7 Plus 256GB cao cấp nhất. Năm 2016 sắp kết thúc và đây sẽ là thời điểm thích hợp để các công ty sản xuất điện thoại chuẩn bị cho bộ sưu tập điện thoại trong năm tới của mình. Samsung là một đại diện tiêu biểu trong đó. Nếu như vào thời điểm này cách đây một năm, chúng ta đã được biết những thông tin rò rỉ đầu tiên về phiên bản 2016 của dòng điện thoại A-Series của công ty Hàn Quốc, thì hiện tại các thông tin về phiên bản 2017 của dòng điện thoại này cũng đã dần hé lộ. Cách đây một vài ngày thì một số thông tin ban đầu về hai thiết bị được cho là Galaxy A3 và A5 2017 của Samsung đã được hé lộ. Đến hôm nay, theo những báo cáo mới nhất đã tiết lộ cho chúng ta về chiếc Galaxy A7 2017. Theo đó, Galaxy A7 2017 được hé lộ đồng loạt trên cả cơ sở dữ liệu của ứng dụng GFX Band lẫn trang web xuất nhập khẩu do 3 của Cục Hải quan Ấn Độ. Cụ thể, thông số kỹ thuật được hé lộ của chiếc Galaxy A7 2017 khá chi tiết khi nó bao quát được hầu hết phần cứng chính của thiết bị, bao gồm màn hình 5.5 inch hoặc 5.7 inch, Full HD, RAM 3GB giống như phiên bản A7 tiền nhiệm, camera chính 16MP cùng camera phụ cũng lên tới 16MP, vi xử lý được nâng cấp lên Exynos 7870 cùng bộ nhớ trong 64GB. Dù là pin của thiết bị không được tiết lộ, tuy nhiên điều này cũng không quan trọng lắm bởi dòng Galaxy A7 vốn là những thiết bị sở hữu về thời lượng pin rất tốt. Hiện tại, thông tin về ngày giới thiệu chính thức của chiếc Galaxy A7 2017 chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nếu đúng với lịch trình hàng năm của công ty Samsung, thì có thể công ty Hàn Quốc sẽ sớm giới thiệu với chiếc điện thoại này và bán ra chính thức ngày quý 1 năm sau. Vừa rồi là những thông tin của bản tin Mac Daily ngày 30 tháng 10. Mọi người có ý kiến hay thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.